tính của bé thì bé cũng nói ra là cũng hơi cung đích một chút. Bé hay vụng về, ăn nói thì cũng chưa được như là khéo. Có sao nói vậy người ơi, đúng không? Có sao nói vậy. Bây giờ hai bạn sẽ giao lưu chỉ cách có bờ rào thôi, nói chuyện lớn lên để chúng ta cùng cảm nhận rồi chút xíu mình gặp mặt nha. Được, vâng. Mời nhà trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Chào, chào bạn nữ bên cạnh ạ. Em tên là Bùi Văn Tuấn, em quê ở Nghệ An. Năm nay em 29 tuổi. Quê Nghệ An rồi, bây giờ mình làm việc ở đâu nè? Em làm ở Biên Hòa, em làm bên bán phụ tùng ô tô. Bán phụ tùng, tức là bán thôi, kinh doanh thôi đó hả? Dạ, bán cho ông anh ạ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về ta đi cưng. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Em chào anh bạn kế bên. Con tên là Ngô Hoàng Ngọc Linh, năm nay con 25 tuổi. Là con sinh ra lớn lên tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc của con là con làm lễ tân. Hiện tại bây giờ thì con đang thay đổi cái công việc của con. Một xíu. Bây giờ đang thay đổi đúng không? Dạ. Nghe chưa? Bên đó nghe chưa? Nghe rồi, nhà trai nghe rõ rồi. Cô gái lễ tân ha, cô thì dễ thương xinh đẹp mới làm lễ tân ha. Cái bộ mặt của một cái nhà hàng hay là khách sạn hay gì đó. Rồi, yên tâm bây giờ Tuấn nha. Bây giờ mình sẽ nói một chút cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh của con là con khá là vui vẻ, con hòa đồng và con có một chút nghệ thuật trong người, tại vì con được thừa hưởng từ mẹ con. Ý là mẹ con hát hay, rồi con cũng biết hát và con cũng biết chơi đàn guitar. Con có cái điểm yếu gì không? Dạ có, con hơi trẻ con một xíu, hơi hay quên. Hay quên. Và con thỉnh thoảng con hơi mè nheo. Chiều cũng mệt lắm ấy, Tuấn nha. Dạ. Rồi Tuấn nói điểm mạnh điểm yếu mình cho nhà gái nghe đi. Về vấn đề ưu điểm của em thì nấu ăn được, cũng thích hát, quét dọn này gì cũng làm được, không kể việc nhậu lớn gì ạ. Miễn có việc là làm thôi. Dạ. Rồi. Còn khuyết điểm của em thì tính hay quên và cũng hút thuốc, cũng bia rượu cũng một chút ạ. Tuấn ơi. Dạ. Tuấn có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình đơn phương ạ. Nhìn em rất là đẹp trai rồi là phong trần thế này mà em lại yêu đơn phương là thế nào? Dạ, vì yêu đơn phương thì nó chưa tìm đúng người, đúng thời điểm gì. Hay là tại em không thổ lộ, người ta không biết em yêu người ta? Thì em vẫn ngại vấn đề đấy mà nhiều khi quan niệm nó cũng khác nhau nữa. Đơn phương mấy năm? Có 5-6 tháng vậy. 5-6 tháng là thôi là dứt dạc luôn. Mẫu hình cái người đó như thế nào em nói chị nghe coi. Mép 55 trở lên. Đẹp thì vẻ đẹp thì nó nhiều lắm, không thể tả được. Nhưng mà em thích đẹp giống ai? Để chị coi, chị coi bên đàn gái chị giống ai nè. Tại vì bên đàn gái chị đẹp quá, cho nên chị... Trời ơi, khen nhà gái dễ sợ luôn ta. Trời ơi, bên nhà gái tôi coi như lần này là kêu bằng á, là có 11 điểm đó, tôi cho 11 điểm đó. Kiểu vậy đó hả? Thì đó. Đâu nói nghe coi nè. Làm đứng hình luôn kìa, nói không được luôn. Giờ mẫu người thì nó như chị Mỹ Tâm ạ. Đàn hát là giống chị Mỹ Tâm. Đàn hát tôi nghe có giống Mỹ Tâm không? Tôi qua tôi coi mặt. Quá. Con hát bài đi con, không cần phải mở rèm. Tóc nhiều, đầu môi trầm gì đó. Nhiều cái ông chảnh, nhiều cái cô bực bội lắm. Con hát đi con. Dạ, sau đây thì con xin gửi cho mọi người nghe ca khúc Sau Tất Cả. Và đây là một món quà thì em cũng dành cho anh trong chương trình ngày hôm nay. Tưởng tượng thế này nhá, cái giọng rất là nhõng nhẽo, dễ thương, đôi mắt to tròn, có cái mái tóc xả xả giống như Mỹ Tâm hát ngang mắt nè,
cô ấy cài một cái trâm trên đầu, cái cài cái vòng gì đó, băng đô, à băng đô, cái trâm ở đâu ra? Một cô gái mặc áo trắng như sinh viên, trời ơi, hát nhẹ nhàng, ôi, đấy tôi cảm nhận như thế. Trời ơi, Linh ơi, Linh đi làm thầy bói được rồi. Hả? Linh đi làm thầy bói được quà rồi. Coi. Trời ơi. Y chang luôn đấy chứ. Chào chú Linh. Nè, tóc dày nè, băng đô nè, mặc đồ trắng nè, đó, mắt to nè. À, dễ cưng lắm. Đó. Nhưng lý do sao không có người yêu chú không tin nữa. Từ lúc con trưởng thành tới giờ con có 2 mối tình. Mối dài nhất là nhiêu? 4 năm ạ. Ngắn nhất? 1 năm thôi. Vậy là cũng yêu nhiều rồi đó. Yêu 5 năm rồi đó. Dạ con, tại vì tính cách con là khá trung thủy. Yêu ai yêu cả một đời. Đó hả con à? Đừng mệt quá khắc khe khiến tình ta tan vỡ. Dễ thương quá. Nhà trai... Được rồi. Bên nhà trai cuồn cuộn rồi đó. Cuồng. Có khi nào con nghĩ một cái người tình trong mơ con như thế nào? Trước giờ con có một suy nghĩ duy nhất thôi. Ừ, suy duy nhất thôi. Đúng. Ừ. Đó là người bạn đời của con hoặc là người chồng tương lai con, giống như chú Quỳnh Linh. Em khẳng định cái giống của anh. Giống anh Linh là trung thủy. Quỳnh Thủy. À, ông có trung thủy không? Thì mình sống nhau gần 20 năm nay, cả nước đều biết mình thế nào mà vẫn. À, ừ thì đó, thì ông khẳng định đi trên sóng. Mình không dám khẳng định nhưng mà thôi, để mọi người đánh giá đi ha. Rồi. Nói chung là cũng còn nhiều khuyến khuyết lắm chứ không phải không có đâu. Em cao 1 mét bao nhiêu? Em cao 1m70. Linh cao 1 mét nhiêu? Bằng nhau. Đúng không? Bằng nhau có độ tương thích đáng kể luôn rồi. Đúng không? Thử rồi đứng thôi. Yes, bằng easy luôn nè. Nó đẹp trai hơn Linh chút. Không, mỗi người một vẻ. Mỗi người một vẻ 10 phân vô chỉ. Mỗi người một vẻ 10 phân vô chỉ. Ngồi đó đi. Cô có thể nói với con rằng cái người bên đây tương thích với chú Quyền Linh cỡ chừng khoảng cũng 70-80% đó. Còn cái việc 20% còn lại là do con phải tự tìm hiểu. Dạ. Và con cảm nhận sau khi cái rào mở ra. Rồi hôm nay con đi với ai vậy? Con đi với mẹ con. À mẹ, mẹ đâu? Mẹ con đây. Đâu mẹ ơi, mẹ nói đi mẹ. À, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, thần tượng của em. Ôi cảm ơn em. Và anh Quỳnh Linh cũng vậy luôn. Xin cảm ơn. Dạ. Tính của bé thì bé cũng nói đó là cũng hơi cung đích một chút. À, bé hay vụng về. Ăn nói thì cũng chưa được như là khéo. Có sao nói vậy người ơi, dạ, đúng có không? Có sao nói vậy. Nó, nhiều khi ba mẹ la rầy nhưng mà khóc. Nhưng mà chút xíu nữa là lại về ra xin lỗi mẹ, xin lỗi ba. Đó, đúng rồi. Là thương ở chỗ đó đó. À, cho nên bé không có biết giận ai đâu. Còn với cái đối với bạn trai bên này á thì mẹ thấy là cũng chừng chạc, cho nên là hai đứa cho nhau một cơ hội đi. Vâng. Rồi để tìm hiểu. Vậy là cảm nhận ban dạ. đầu của mẹ là mẹ thấy ưng rồi đúng không? Mẹ dạ, thì coi như cho được. Cơ hội ha. Rồi cảm ơn mẹ. Dạ, rồi con cảm ơn bác ạ. Rồi nhà trai đi với ai Tuấn? Hôm nay không mình nhà em ạ. Rồi thôi được rồi. Hôm nay em nhờ anh Quỳnh Linh đại diện ạ. Đừng lo lắng gì cả. Cố gắng chinh phục cô gái làm sao cô ấy bấm nút là được. Vâng. Quan trọng là do em thôi nha. Chứng minh bản lĩnh của mình mạnh mẽ lên. Nào, mở rào. Chào em. Chào anh. Em có món quà tặng em. Cái cây này anh trồng lâu lắm rồi. Hôm nay chờ đến ngày hôm nay tặng cho em. Dạ vâng, em cũng cảm ơn anh. Em cũng gửi tặng anh một cái cây, nó tên là May Mắn ạ. Dạ thì nó mang một ý nghĩa đó là cuộc sống của anh luôn luôn may mắn. Nói chung là may mắn thì mới gặp được em. Ừ, cảm ơn anh. Em cảm thấy anh thế nào? Anh có một vẻ ngoài đó là khỏe khoắn, cũng khá là điềm đạm. Tại vì em là một người nói cũng khá nhiều, nên là cũng thích người điềm đạm. Anh thích con gái hài hước, nói nhiều lắm. Trước mà chưa mở rào ra anh thấy giọng hát của em anh lại yêu rồi. Thấy giọng hát của em anh lại yêu rồi. Ừ, anh thích âm nhạc lắm. Mà anh thích người bạn đời anh thích hát nữa cơ. Dạ. Em rất dịu dàng, giọng nói dễ thương. Mỗi người cũng tuyệt vời luôn. Quan điểm của em thì cũng khá đơn giản. Chỉ cần anh dành thời gian quan tâm em. Có nói chung là chịu làm việc để mà xây dựng hạnh phúc gia đình. Thế là dạ. Anh biết mà. Thì quan niệm về tình yêu của anh thì
trước tiên là cái niềm tin. Yeah. Nếu không có niềm tin thì mình không thể đến với nhau, không hạnh phúc được. Bây giờ Tuấn, hãy tiến tới bên em gái và nắm tay cô ấy, hát một bài hát nào đó. Anh xin phép nắm tay em và anh tặng em đoạn điệp khúc của bài Nắm Lấy Tay Anh. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hay, hay nha, hai đứa nào hát cũng hay nghe. Hay à. Ồ. Hôm nay anh đăng ký chương trình hôm nay thì anh cũng mong muốn tìm một người để mình đi hết cuộc đời, chứ không phải đến cho chuyện chơi. Mong em hiểu như vậy. Và anh sẽ cố gắng và sẽ làm tròn bổn phận người chồng nếu như chúng ta đến được với nhau. Em cũng muốn tìm một cái người hiểu em. Trong thời gian mình tìm hiểu mà nếu mà mình hợp nhau thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Em nếu như mình chọn thì lúc nào em cưới được? Tầm khoảng 5 năm rưỡi gì đấy. Đời ghế. Không, được rồi đó. Để tay trái vào nút bấm. Phải sống thật với con tim ngay trong lúc này. Nếu cảm giác trái tim mình rung động, bấm ngay cái nút đó. Hồi hộp quá rồi nè. Nhắm mắt lại. 2 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau và xin phép bác gái. Dạ, con xin phép bác gái, con cho phép con em đây được tìm hiểu nhau một thời gian, rồi một ngày nào đó sẽ trở thành hai vợ chồng. Bẻ cái tay người ta hơi đau, xương tay rồi như này, con nó nhẹ nhàng, mà nó quý quá, nó rung quá, nó bẻ tôi nói vậy mà bé kia nó cũng chịu, nó cũng ráng. À. Rồi bây giờ xin phép mẹ luôn là cho hôn vào má của bạn gái, giống như đặt cọc vậy đó. Dạ con xin phép bác cho con hôn. Xin phép em luôn đó. Một cái hành động rất nhẹ nhàng mà chú thích điều này đó con. Đưa nhẹ cái má qua một cái. Chúc mừng hai đứa hạnh phúc nha. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào em. Em tên là Nguyễn Hoàng Cẩm Thúy, đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành gì thế? Công việc của em là giáo viên mầm non. Ở quận mấy cưng? Dạ ở quận Gò Vấp ạ. Năm nay là Thúy 42 tuổi. Năm nay Thúy 42 tuổi rồi. Rồi xin mời nhà trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào mọi người ở trường quay. Em là Phạm Ngọc Trước, năm nay 46, quê ở Đắk Lắk, hiện là đang sinh sống và làm việc ở như Bình Dương. Làm nghề gì? Em chạy chạy xe. Chạy xe ô tô đúng không? Xe tải hay là xe? Xe đưa rước công nhân. Tức là xe 16 chỗ ngồi đó ha. Dạ, dạ. Nhà gái cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, thích thực nấu ăn, thích đi du lịch. Điểm yếu là hay quên, với lại hơi nhút nhát trước đám đông chút xíu. Mà khi nào mà quen rồi thì sẽ rất là vui, rất là nhiệt tình. Em có điểm yếu gì không? Dạ điểm yếu là em hơi nhút nhát chứ. Hơi nhút nhát thôi đúng dạ, không? Ta hơi nhút nhát thôi. Thì thôi đó hả? Ừ. Thôi nhà trai, điểm mạnh là gì? Em nói chung là không hút thuốc, không rượu. Rồi. Khiêm tốn thật thà dũng cảm. Khiêm tốn thật thà dũng cảm. Có điểm yếu gì không Trúc? Em cũng có điểm yếu. Là gì? Cũng hơi nhút nhát. Nhút nhát, chứ nhút nhát nói chuyện nhỏ quá đúng không? Dạ dạ. Thôi bây giờ em nói cho đàn gái biết mình có con đường tình duyên nó trắc trở thế nào? Nói chung là cũng có hai mối tình. Lâu lắm, mối tình đầu tiên thì nói chung là... Mấy năm? Chắc phải 2-3 năm á. 2-3 năm, rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cũng chẳng nhớ nữa. Không nhớ nữa? Dạ. Quen lâu không? Chắc khoảng 5.5 năm gì đó. Lý do tại sao chia tay hai mối tình đó? Bạn về quê, bạn sống rồi là em không có về. Về quê sống rồi thôi mình không về, mình ở luôn. Dạ. Rồi giờ hiện nay mình ở Bình Dương, ở với ai? Em ở một mình à. Một mình chứ hả? Dạ. Đó, đường tình duyên bên đây vậy đó. Bây giờ em độc thân bao lâu rồi? Em độc thân chắc phải được 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy hả? Dạ. Ủa vậy là em yêu cũng trễ quá hả em hả, đúng không? Nhát, hơi nhát. Nhát á, Bạn gái sao?
Dạ, em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện tại có một bé gái 13 tuổi. Là ở với em hả? Dạ, bé được ở hai bên. Bé tại vì bé hiện tại đi học ở quận 3. Em thì em ở Gò Vấp thì bé cái hộ khẩu bé nhập bên đó thì bé được học bên nội. Thì cuối tuần là khoảng thứ bảy chủ nhật là em đón bé về bên đây. Có nghĩa là bé đi qua đi lại hai bên được luôn. Bé ở hai bên. Từ đó giờ luôn. Dạ, từ đó giờ chứ không phải bé ở một bên nào hết á. À. Rồi bây giờ bé có sẵn sàng để cho mẹ có ba mới không? Dạ có ạ. Ủa nhưng mà em chia tay với ông xã bao lâu rồi em? Dạ chia tay cách đây cũng phải 10 năm rồi ạ. 10 năm luôn đó hả? Dạ. Rồi 10 năm đó có mối tình nào không? Cũng có, với bạn bè giới thiệu một hai mối tình. Nhưng mà cũng không có thành. Tại vì cái người đó đến với mình không có sự chân thành. Ừ. Dạ. Cho nên là thôi. Dạ. Em nghe cái người bạn bên đây tâm sự thì em thấy sao? Em cảm nhận về bạn bên đây như thế nào? Thấy bạn cũng hơi nhút nhát. Đúng rồi, bạn nói bạn nhát mà yếu điểm yếu của bạn là nhát mà. Nhát. Em thì muốn có một cái người mà bản lĩnh chút xíu rồi có khiếu hài hước. Đó là cái mẫu người đàn ông của em đúng không? Dạ. Chân thành, bản lĩnh, hài hước. Còn ngoại hình thì em có mong muốn gì không? Cao hơn em là được. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m50 ạ. 50 hả? 50 yên tâm đi, chắc cao hơn ạ. Hơn. Ồ, cao cao hơn. Chào em. Dạ chào chị. Trầm tư dữ vậy. Tính em nó vậy gì? Bây giờ nghe cô gái kia nói có gia đình rồi thì em cảm nhận thế nào? Em thấy cũng bình thường rồi. Có châu có nghe luôn đấy. Ừ. Bây giờ chức thích người phụ nữ thế nào nói cho nói mỗi nghe, nghe đi. Coi như em thử cầu được ước thấy rồi. Em tưởng tượng như nào là chị trả lời hỏi đáp liền cho em luôn nè. Bạn gái bên đây sao nè? Bạn gái thì nói chung là nhìn vào mà cảm thấy thích là được. Em tưởng tượng thử bạn bên đây coi da trắng hay là đen, tóc dài hay ngắn, khuôn mặt sao? Chắc là khuôn mặt cũng hơi tròn tròn. À, có tròn, có tròn luôn. Da sao, nước da sao nè? Nước da thì cũng bình thường, nhưng không trắng, cũng không có đen. À, hơi bị trắng nha, nước da hơi bị trắng. Trắng bằng gì chị Hồng Vân không? À, có thể là xem đó cưng. À, thế là ok rồi. Nghe trắng cười tôi sợ luôn. Ở trước đó là rất là nhút nhát, ít có nói. Thành ra bây giờ thật sự nó đi tìm người yêu cũng hơi khó đó. Nói chung cái trước phải năng động hơn nữa, nói nhiều hơn nữa ha. Dạ, thực ra thì em ngày xưa cũng hay đi hát lắm ấy chứ. Mà bây giờ cứ ít đi hát, công việc lo công việc này nọ, ít đi hát thì đâm ra nó hồi xưa đi hát rồi đó hả? Dạ cũng đi hát nghe một đoạn coi bài nào xung xung coi không khí nó sao cái đó. Ờ đúng rồi. Để em hát bài Mạnh mẽ lên nào. Có lẽ nào à. Rồi. Đêm lạnh quá, sao em không về chung lối? Để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai. Đêm lạnh quá, sao đường về chia hai? Mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ. Có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau. Có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau chia tay nhau. Sao không lời hò hẹn em chăn trở ở giấc ngủ muộn màng. Anh một đời vã víu mảnh trăng tan. Trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá. Rồi được rồi, băng giá lắm rồi, được rồi đó. Hát đau khổ quá. Dạ dạ dạ. Cố gắng là hát sao cho thoải mái hơn nữa. Chào dạ, anh dạ. Hay duyên dáng xinh xắn dạ. Không? Đó chứ anh đây thật thà, chất phác dạ. Nhẹ nhàng, dễ thương, tình cảm. Ít nói, nhút nhát. Nó đại khái nãy giờ anh cảm nhận như thế. Rồi chúc hai người nói chuyện nhau coi nó hợp nhau điều gì không nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mấy bạn đồng nghiệp của em. À. Dạ em xin chào hai anh chị MC và tất cả khán giả ở trường quay. Em là bạn đồng nghiệp của chị Thúy. Theo em thì thấy thì anh thì rất là chân thành và chín chắn nữa, nên em cảm thấy rất là hợp, cho nên là hai anh chị cho nhau cơ hội. Cảm ơn em. Em đi với ai? Em đi với cháu. À cháu hả? Dạ xin chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân. Chào bên nhà gái và chào toàn thể mọi người trong hội trường. Con là
cháu của chú. Chú là chú út trong gia đình. Cháu ruột luôn ha con? Cháu ruột. Chú thì cũng lớn tuổi rồi, mà tính chú thì nhiều khi cũng nhút nhát. Tới đây cũng mong chú có một mối tình để có người bầu bạn về già và sau này nữa. Nên thấy bên... Cháu thấy cô bên đây sao? Cô rất là phù hợp với chú. Thì mong chú với cô có thể tới được với nhau, tìm hiểu thêm. Rồi tốt nhất được thì về một nhà ở. Hay quá. Vậy là vui nhất. Rồi, cảm ơn cô. Tốt rồi. Mở rào. Cố gắng mạnh mẽ lên nha chức nha. Dạ, dạ. Chuẩn bị bài nào vui vui, chuẩn bị bài hát tặng bên nhà gái cái coi. Bắt đầu đi chức. Rồi mở quà để coi ý nghĩa đi cưng chứ. Hai người sao rụ rì. Chủ động lên nè chức à, chủ động lên. Chức á, đó mở quà của chức đi rồi. Là cái gì vậy cưng? Khoe cho mọi người. Cây son. Cây son màu gì nè, mở ra nè. Đi mua có lựa màu không? Em thích cái màu đó. Em thích màu này đúng không? Thấy môi bằng này với màu này xem không? Hình cũng gần. Gần gần đúng không? Đó, màu ớt đó. Bây giờ em tô miếng son cho môi cho bạn gái cái coi. Chính xác. Đó, trời anh Linh hay quá. Anh Quyền Linh anh hay gì đâu nhiều cái. Tô lên một chút xíu son coi nào cho nó đậm đà. Nên anh tô em nha. Quẹt tùm lum đi. Nó rung quá đâu, quẹt tùm lum nha. Quẹt sao cái môi nó dày ra. Trời ơi, để người ta làm kệ nó Vân. Để người ta làm cho nó đi Vân. Kệ tôi. Ở bên đàn gái tôi muốn làm gì tôi làm chứ. Bây giờ nè, mình ít nói. Bây giờ đầu tiên mình giao lưu âm nhạc cho nó tinh thần nó thoải mái cái nào. Tới nắm tay bạn gái luôn. Hát bài gì đó hát. Nhìn bạn gái hát cũng coi. Được nè, nhạc rừng á. Cứ gì tự nhiên mới gặp nhau bây giờ em tạo nhớ cái bài này. Bài đó dễ nhất đó. Rồi vâng mới suối gì đâu không. Quên hết rồi. Rồi nắm tay là đánh thức mọi thứ luôn á. Nắm hai tay cô gái coi nào chứ. Cho nó mình mạnh mẽ lên đúng rồi. Bài vui đó nghe chứ. Bắt đầu nhìn cô gái hát đi chứ. Bây giờ nói chung là em không còn nhớ cái bài nhớ gì đúng bài không? Bây giờ choáng rồi. Bây giờ em choáng rồi đúng không? Đó. Hút bài nào hát bài đó. Xin hát bài Một đời người một rừng cây. Thôi đúng rồi đó, hai đứa hát bài đó đi. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về một rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nghĩ về loài người. Trẻ chúng như em, cung hoa hồng. Trẻ chúng như cung hoa hồng. Hồn nhiên như cành mai nở ngày xuân. Hey. Hai đứa xong ca bài này được nha. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau bắt đầu nói chuyện đi nào. Em thấy sao em? Thưa anh cũng được. Em muốn hỏi cái công việc của anh á. Anh đi làm như vậy là một tuần lễ anh đi hết. Chủ nhật là được nghỉ. Làm ngày giờ hành chính hay là? Anh làm giờ hành chính. Em cũng đã đổ vỡ một cái cuộc hôn nhân rồi. Nên mình cũng em cũng muốn tìm hiểu một cái người thật sự biết quan tâm, biết lo lắng cho cuộc sống của em. Và cả hai được cũng như là phải biết chia sẻ với nhau trong mọi đời sống hàng ngày và thông cảm cho cuộc sống của em. Thì mình sẽ tiến tới. Nếu như nửa tháng anh đến thăm em một lần nữa. Dạ, được, không sao đâu. Tại sao nửa tháng? Khoảng cách nó cũng hơi xa. Bình Dương với lại Gò Vấp không có xa. Một tuần được không? Với lại nhiều khi công việc nữa. Không, nói chung là anh cảm thấy lúc nào là thoải mái nhất anh sẽ đến được với em. Tại vì bản thân em thì cũng mong là một người đàn ông thật sự chân thành, chứ không phải ép buộc gò bó thời gian. Không có ý nghĩa gì hết. Quan trọng cái người đó đến với mình bằng sự chân thành, thấu hiểu. Chứ còn mà gặp gỡ nhau hoài mà cũng không hiểu cũng vậy. Trước mong muốn điều gì nói đi. Bây giờ thì nói chung là đến đây thì cũng là cái duyên. Mình cũng cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu mà trong thời gian tìm hiểu mà nếu mà hai bên cảm thấy nó tiến tới xa hơn được thì mình tiến tới. Rồi, hết thời gian. Đây là thủ tục của chương trình, nhưng nó cũng chính là trái tim của các bạn. Các bạn bấm nút theo nhịp đập của trái tim mình. Còn nếu tim mình không rung động, không cần bấm. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Wow. Chúc mừng. Hay quá. Nắm tay nhau đi. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Nắm tay nhau nào. Hiện nay chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội. Tự chúng ta tạo nên điều kiện, chúng ta tìm hiểu nhau để yêu nhau. Rồi giờ sẵn xin phép em luôn để cho anh đặt nụ hôn lên má của em, đóng dấu cái buổi mà hai đứa gặp
Vâng. Anh xem nha. Bây giờ tình yêu nó không phải là ta ngồi ta chờ mình đâu. Mình đàn ông mình phải chủ động, bằng mọi giá, bằng đúng mọi rồi. Cách chinh phục thời gian để thể chinh phục tình yêu. Em hát đi dù mây hạ về, hà trắng miên man tình buồn. Dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi chim ngu đôi nhớ. Trời ơi, nhà trai còn thưởng thức âm nhạc nữa. Thôi, chào anh. Thôi với anh. Ta vừa đi vừa hát coi bộ lãng mạn quá ha. Không có, tôi nói anh Quyền Linh nghe thế này dạ. Cái bài này là có người thần tượng cái người ca. Ủa vậy hả? Ừ, không biết ai nữa. Bảo Yến hát hay lắm à, nhưng mà có người thần tượng hơn nữa. Ai nữa? Trời ơi, là bên đó là nói bên đây đó. Ủa vậy đó hả? Trời ơi, Vân thần tượng chị Bảo Yến. Nó là mê chị Bảo Yến dữ lắm. Rồi, bài. Nào bây giờ bạn giới thiệu mình đi. Dạ, em tên là Lê Thị Thảo, em sinh năm 1970. 50, trời ơi, nhìn Thảo rất là trẻ trung luôn đó. Dạ, chị Vân. Thảo là quê ở đâu? Dạ, em quê ba là ở Tiền Giang, Gò Công Tây á anh. Còn quê má là ở Hóc Môn. Lúc trước em buôn bán, rồi sau đó em nghỉ ngơi khoảng này khoảng 9 năm. Bây giờ là đang ở nhà thôi? Dạ, ở nhà chăm má, nhưng mà mới mất này khoảng năm. Rồi, bạn bên nhà trai giới thiệu đi nào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chẳng bạn dạ. Gái bên kia. Tôi tên là Nguyễn Hữu Lộc, 56 tuổi, quê ở Bình Phước chị. Nghề nghiệp là lái xe, cũng hơi lớn tuổi, giờ xe lái tôi. Dạ. Trời, anh cũng hề hước vui nhộn ghê luôn á nghe. Vậy là cái địa lý đó sao Linh? Nó cũng không gần lắm. Vậy hả? Cũng khoảng 140 đến 150. Không, đường Bình Phước giờ chạy ngon lắm rồi. Rồi bây giờ bạn nói đi, bạn nói ưu điểm của bạn là gì và khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là thích sạch sẽ và gọn gàng, tươm tất được trước khi mình bước đi ra đường là lúc nào cũng vậy hết. Cũng như nhỏ lớn vậy là em rất là chăm lo làm ăn, chăm chỉ. Và cái nhược điểm của em là tức là trong cái thời gian mà em ly hôn rồi và em không có biết cách chọn lựa, tức là sau ly hôn rồi em bị tổn thương nhiều á. Rồi cũng có nhiều người lớn người ta thấy em hồi xưa biết buôn bán giỏi, người ta cũng giới thiệu, mà sao em cứ nhìn cái lần đầu tiên em nhìn em thấy không có cảm tình, lúc đầu là em không có tìm hiểu là em cho qua hết. Là tức là cái cơ hội đó em mất rất là nhiều. Dạ, có thể là 5-7 đám luôn. Nhưng mà nó là mấy có mấy người con rồi? Em lập gia đình sau khi ở được có 4.5 tháng là em ly hôn luôn á anh, khoảng năm sau là ly hôn luôn, chưa có con. Đó, em ly hôn nay là bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em ly hôn năm đầu năm 2001 cho tới nay là 19 năm. Trước đó là tìm hiểu bao lâu? Dạ không có tìm hiểu, đó là do anh chồng thấy em buôn bán là giỏi là ảnh cũng giới thiệu. Rồi cái năm đó thấy 30 tuổi mà thấy ông xã cũng trắng trẻo đẹp, mình nghĩ là từ hai cái nghèo là mình lo làm ăn là được thôi, chứ không có nghĩ là chọn giàu. Em chỉ nghĩ là vậy, bên nhà em cũng nghèo nữa. Mà lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, không có tìm hiểu. Là sau đó là mua căn nhà rồi mâu thuẫn về tiền bạc là chia tay luôn. Em về nhà em ở rồi mạnh anh đi anh ở bên đâu không biết, anh đi chỗ anh làm, rồi sau đó anh không chịu quay về xin lỗi gia đình được khoảng gia đình năm sau là gia đình thấy là không có thật tình là kêu em phải ly hôn. Ồ, vậy hy vọng là ngày hôm nay sẽ là kết thúc cái vấn đề mà không may mắn đó của bạn. Anh có cho biết cái đường tình duyên của anh thế nào? Anh thì một vợ hai con, nhưng mà đã ly hôn rồi. Ly thân thì năm 2009, nhưng mà chính thức ly hôn thì 2019. Rồi, hai đứa con vợ với ai anh? Hai đứa con vợ với mẹ. Con đã lớn thì cũng đã đi làm hết rồi. Anh là có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Khuyết điểm của tôi thì hay hút thuốc, nóng tính. Còn ưu điểm thì nói chung, nói đúng hơn là việc gì cũng biết làm, kể cả việc nhà. Rồi hiện nay anh không lái xe nên nhà làm gì? Giờ vẫn còn lái xe. Tức là anh có xe nhà riêng. Rồi. Rồi sống với ai? Sống một mình. Bây giờ anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào nè, anh nói đi. Chỉ cần mấy chữ thôi. Chung thủy, hiền lành, thật thà. Vậy thôi đúng không? Vậy thôi. Chào anh. Mình dán bên ngoài á thì anh mình dán bên ngoài thì trời xanh sao mình chịu vậy, chứ mình không có đòi hỏi thêm. Đẹp theo cái kiểu của người ta. Dạ. Rồi muốn hỏi thêm anh là tại sao trong 10 năm đó anh không mở lòng với ai nữa? Tại vì 10 năm đó là nói chung là cũng nhiều sự cố lắm. Nhưng mà mình chờ đợi coi phía bên đối phương của mình có một cái gì thay đổi hay không. Có thể hàn gắn lại để cho muốn hàn gắn. Thôi, chào bạn gái. Dạ, anh chào anh Linh. Mình muốn tìm một người tri kỷ như thế nào? Trước tiên là không có hút thuốc là cái điều mà em thích nhất. Khuyết điểm của tôi thì hay hút thuốc. Và nóng tính thì cũng phải biết là nóng tính ở cái mức độ nào. Kềm hãm lại và biết hiểu được cái người phụ nữ là cái điều đó là... Trời ơi, cô gái này ngày xưa 19 năm trước là xinh lắm đó. Nhiều khi nhắc lại là em hay khóc lắm. Tại vì em cảm thấy em tuổi lắm.
Mà bây giờ em vừa siêng năng nữa, mình cũng là siêng năng biết lo làm ăn nữa. Rồi. Tự nhiên sao cái đường tình duyên nó lận đận. Tại sao không phải lận đận mà 19 năm em như thế em bỏ qua một tuổi thanh xuân dạ. Rất là đáng tiếc. Dạ. Rồi. Hôm nay em đi với ai ạ? Dạ em đi đến những người mà chị bạn hàng xóm, chị bạn thân. Trước tiên xin chào MC Quyền Linh dạ. Và cô Hồng Vân. Chị thấy cái anh bên đây cũng là tình trạng như em. Đó, cho nên mà ảnh có những cái ưu điểm, khuyết điểm như vậy đó. Thì bây giờ em cứ soi xét đi rồi cho nhau cơ hội. Tại vì mình cũng là lớn rồi. Cố gắng bấm nút ngay Thảo. Thấy thường không? Em trai đi với ai anh? À, anh đi với năm thành viên ở phía trước. Em gái và em trai, cháu gái. Và có một cháu là kêu bằng ông Út nhưng mà nó đăng ký lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Là cháu áo đen đúng không? Dạ. Trước tiên chào anh Quỳnh Linh. Chào gì đó. Em là em của anh Lộc. Thấy chị bên đây thì cũng được. Chương trình đã tạo cho anh chị cái duyên rồi. Thì anh chị cho nhau cái nợ đều là vui nhất. Bây giờ cảm mình ơn mở anh trai, mở rào đi. Rồi đó anh chị cứ thoải mái đi. Anh tuổi con mèo cho nên là anh tặng cho em một con mèo. Dạ rồi em cảm ơn anh. Nhưng mà em đứng đây còn một cái món quà khác nữa. Dạ. Em ơi anh không phải là kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đóa đào kia để tương tư hình bông, mà chỉ băn khoăn với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ giới qua đào. Nó sẵn đài vậy đằng nữ hát tặng lại bài luôn đi em. Chỉ hát khúc thôi, xin tặng dạ. Chương trình. Chưa phải nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà hoa chia phôi. Sương lạnh chiều độc vương tiếng thở của người nguyện đời chờ, nghẹn ngào giờ tiễn đưa. Rồi em xin hát đi. Rồi hay quá. Rồi, hay vậy. Con em hát hay quá. Dạ. Đây đây ngồi nhìn ảnh đi, ngồi nhìn ảnh nói chuyện nè. Đó. Hát được hả chị? Một cái cà vạt. Thì thường thường nam là chỉ có cà vạt với lại anh đeo em không đeo. Biết gì nữa. Em anh đeo luôn đi. Dạ đeo em đeo. Không biết đó, giờ em chưa có biết thắt cà vạt ai anh thông cảm. Tổng vô là được rồi. Đâu phải nối phải cột cái sao? Vô thử đi coi nó sao. Coi như buộc trói buộc thôi vô thì đi. Coi như cái này là em gửi anh về để em tự thắt giùm cho em, chứ em không có khéo gì cái chuyện đó. Lần đầu tiên anh gặp em thì cũng ngoài sức tưởng tượng của anh. Mình cũng đã lớn rồi thì mình nên chia sẻ những gì nó thuộc về là cuộc sống của mình, còn những cái quá khứ mình nên bỏ cho nó qua, đừng níu lại để nó nặng đầu thêm. Cho nên anh mong muốn sau này là có thể là làm một người để cho em nương tựa được, phải không? Để chúng ta cùng đi tới một cái tương lai, đến cuối một cái con đường. Để người ta thường thường người ta nói như thế này: đợi, thấy không? Ngàn năm anh vẫn đợi, nợ ân tình anh sẽ trả cho em, biến đau thương thành hạnh phúc đôi mình, để bù lại những gì em đã mất. Còn em thấy anh sao? Dạ, qua cách nói chuyện thì em thấy anh là người chững chạc vậy. Anh nói thật với em, đời anh thì khổ có, sướng có, rồi rèn luyện trong quân đội cũng có. Cho nên có thể là mình thấu hiểu được những cái hoàn cảnh, cũng như anh và em cũng có một cái hoàn cảnh tương tự giống nhau. Ủa anh là bên binh quân đội hả anh? Ngày xưa anh đi bộ đội. Cho nên anh lớn hơn em mấy tuổi hả? 6 tuổi đó, không có ít đâu. Rồi em thấy anh sao? Dạ thì em nghe qua cách nói chuyện thì coi như lần đầu mình không có thể đánh giá hết được con người. Đúng rồi. Thì cái đó là phải để thời gian trả lời. Hỏi có anh có hút thuốc không em? Em mới nghe anh nói có hút thuốc rồi phải không? Hút thuốc thì nói đúng là anh rượu, bia, cà phê là anh không uống được. Anh chỉ có hút thuốc, nhưng mà nói đúng là khi nào mà có chuyện gì buồn á là anh hút. Mà anh không uống rượu bia sao anh cũng lại bị có bụng vậy ha?
chắc ngồi nhiều phải không? Ngày xưa là anh chạy tài xế mướn cho người ta, rồi đi chở củi, những năm đó là đường nó không được liền như bây giờ. Ăn uống thất thường, đau bao tử. Xong rồi bắt đầu là anh đâm nghệ đen, nghệ nghệ vàng của mình với mật ong, với muối thì anh đâm ra anh quậy nước anh uống. Uống 3 tháng thì nó hết. Hết xong rồi bắt đầu nó mập. Nó mập kiểu là uống nước cũng mập. Cho nên từ năm 95 giờ cứ vẫn vậy, không lên mà không xuống. Cũng thì mập giờ anh vẫn còn chạy xe hay sao anh? Thì anh vẫn còn chạy xe, bị nghề nghiệp của anh mà. Em ở thành phố, thì anh ở Bình Phước thì cách nhau chỉ 100 cây thôi. Nhưng mà trên đó thì gia đình anh thì cũng ổn định. Còn về trên đó sống á, ở dưới này em sống bằng nghề gì? Dạ em nghỉ bán lâu rồi em, 9 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó dạ, em chưa có con. Vậy thì mình cũng dễ tính rồi. Nhưng mà đối với anh thì có con khác, còn em chưa có. Không, thì nó mâu thuẫn là... về cái bản thân em là em chưa có con. Ở tuổi này là rất là buồn. À, dạ. Cái đó nói về cái đó thì ăn thua người phụ nữ thôi, chứ anh thì lúc nào cũng được. Anh là vô tư. Nhắm là bây giờ anh nuôi nổi một bà vợ với một đứa con mới sanh nữa không? Nuôi nổi em. Đó thấy chưa, ta khẳng định ta anh nuôi nổi. Con nhỏ anh cho nó bú được không? Nổi giùm em. Là, hả? Cái việc đó em yên tâm đi, anh đã qua hai đứa con rồi, anh rành lắm. Giờ anh cho em quyết định, muốn ở Hóc Môn thì vẫn được. Không, anh thu xếp được, còn muốn về Bình Phước cũng vẫn được. Đó, hay chị quá. Nói tính sau đi ha. À, suy nghĩ thật là kỹ, đây có phải là cái người đồng hành với mình cho đến cuối cuộc đời hay không? Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng anh. Đó. Chúc mừng, anh xếp như này. Rồi, hãy nắm tay nhau đi nào. Mình đã đồng ý hẹn hò. Người ta rất là mắc cỡ, cho nên anh làm sao anh làm? Dạ thôi, em xin cái đó thì thật. Cái vấn đề mà nắm tay nhau nó sức bình thường, không có gì mà khó khăn hết á. Đó, người bạn cũng nắm tay được mà em. Dạ. Muốn chi đây là mình đã chấp nhận mình hẹn hò với đúng nhau rồi. Thêm cái nữa là gì, bấm nút hẹn hò bắt buộc mình phải hôn, nụ hôn đầu tiên đó chứ chị bấm. Dạ thôi vậy được anh. Không được. Khi chị bấm nút chị nghĩ điều gì? Dạ thì em nghĩ là chắc để tìm hiểu đi. Đúng tại rồi. Vì cái quan trọng là cái lúc đầu tiên cái nhìn nó có thiện cảm rồi còn cái tìm hiểu nữa. Em biết không, thực ra cái nụ hôn này nó không phải là một cái gì đó ghê gớm. Đó là một cái sự là em xác nhận rằng đây là một cái người mà em có thiện cảm. Và cái người em sẽ chọn là để chúng ta sẽ tìm hiểu với nhau, để có thể là đồng hành với nhau. Linh ơi, 50 năm không tiếp cận với đàn ông. Đúng rồi. Thông cảm. Rồi, anh nhẹ nhàng coi nè. Đó, quá hay luôn. Nè. Quá hay luôn. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau và nghe lời của nhau để cảm nhận về nhau nhé. Bắt đầu đi bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. À, chào anh. Xin chào chị Cát Tường ạ. Dạ, chào anh. Bạn gái phía bên kia. Mình tên là Thiết. Năm nay 38 tuổi. Sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Thạnh. Quê quán ở Thanh Hóa. Làm nhân viên kinh doanh Zecoro và băng tải, băng chuyển các loại. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Đỗ Nguyễn Hồng Anh, quê em ở Bình Định. Em là biểu quận 1 và sinh sống ở Thủ Đức. Dạ, em là kỹ sư xây dựng. Ngầu ha. Dạ, cũng rồi. Bình thường vậy. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em có là em thích nấu ăn, làm bánh, vui vẻ hay quan tâm người khác. Điểm yếu của em là em sợ đám đông, sợ ma, với lại hát rất là dở. Mà có hay hát không? Dạ có chị, người hát dở hay thích hát lắm chị. Bây giờ hát thử một cái đi. Vui là chính. Dạ. Rồi. Ở nơi ấy trên đỉnh núi cao, chỉ có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Em mà hát hai hồi nữa chắc hai người hết yêu nhau á. Thôi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Mời bạn trai. Khuyết điểm là ăn cay không được. Hơi nóng tính. Không biết nói sao nhưng mà có những cái mà... À thôi. Hả? À thôi là sao? Cái gì mà nói đại đi, bữa nay mình nói mình mở cho nhau biết hết mà. Để mình có thể gọi là có cái hợp tính hay nhau không? Ngồi chết năm đồng này nó run run quá anh.
Quỳnh Linh nhát năm đồng luôn. Thì mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có một mối tình, chia tay cũng được 4 năm rồi chị. Mình quen bao lâu mà chia tay? Dạ 7 năm. Thật ra thì tụi em có những cái hiểu lầm trong cái mối quan hệ của tụi em từ phía gia đình chứ không phải từ phía hai phía tụi em. Có nghĩa là tình yêu cũng chưa đủ lớn đến mức để vượt qua những cái rào cản từ hai bên. Dạ em không nghĩ là vậy. Em chia tay với bạn trai được lâu chưa em? Dạ lâu rồi anh, hơn 4 năm rồi anh. Vậy từ 4 năm đó em từng quen ai chưa? Dạ chưa anh. Còn em? Với em thì trải qua 3 mối tình. Mối tình mới nhất cách đây khoảng hơn 1 năm. Yêu nhau cũng 1 năm. Cũng chưa sâu đậm gì đúng không? Vâng. Bạn gái cần một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không có mẫu lý tưởng gì hết. Em chỉ cần người đàn ông đó yêu thương em. Nếu thật sự anh yêu thương em thì những thứ khác anh sẽ vì em mà anh thay đổi tốt hơn. Đức tin mới là quan trọng đối với em đúng không? Tính cách nhất chị là vì hiếu thuận với ba mẹ thì họ phải yêu thương mình. Điều gì em ghét nhất ở người bạn trai? Gia trưởng là bạo hành đó chị. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Yêu thương, quan tâm, chia sẻ mọi người. Cho dù bất kể là ai, mình hãy nên tôn trọng và yêu thương gia đình, những người xung quanh. Là từ 1m60 trở lên. Rồi, để anh qua bên kia coi kiểm tra có 60 trở lên không nha. Ôi, chào cô gái, dạ, đẹp. Chào chị. Kỹ sư xây dựng đó nha. Kỹ sư xây dựng. Em cao mét mấy? Dạ, 1m56. Ủa, sao nhìn cao dữ vậy ta? Cho anh hỏi chút xíu, kỹ sư xây dựng em có hay đi công trình không em? Dạ, không anh. Em làm ở đâu vậy? Dạ em làm ở quận 1 anh. Em ở văn phòng là chính anh. Em có phải là người phụ nữ ghen không? Phụ nữ ai cũng có chút ghen á anh. Ghen nhiều, có nhiều người nói là đàn ông là phải là sở quyền sở hữu của riêng mình. Nếu mình sở hữu qua hồi mình sẽ cái tính kiểm soát con người mình anh. Đúng rồi. Mà kiểm soát mà mình nhăn riết mệt lắm. Người em thì thích vui vẻ. Anh nghĩ em là người đủ bản lĩnh ha. Một cô gái rất là xinh, rất là thông minh nha. Rồi, nếu mà chừng nào được thì chừng nào mình kết hôn được em gái? Nếu mình phải thật sự là người hai người xác định là mình sẵn sàng hết. À chào anh. Dạ chào chị. Anh đoán thử là cổ là người như thế nào? Rất là chững chạc. Một cô gái mạnh mẽ đó. Thông minh. Nếu như bây giờ một vợ mình giỏi hơn mình thì anh có ngại không? Cái điều đó không thành vấn đề chị. Giỏi hơn là giỏi hơn, phải để người khác đánh giá thôi. Anh đã sẵn sàng kết hôn chưa? Dạ sẵn sàng rồi chị. Có làm dâu không anh? À, không chị. Cái chuyện đó là để nó hợp với hoàn cảnh thôi. Bảo để làm dễ thì không có đâu. Không phải là tự tin gì cả. Nhưng cái điều nếu mà để nói như vậy thì nó hơi quá một chút. Bởi vì chị nói làm dễ, không phải làm dễ mà khi cưới. Đâu có câu nào làm rễ đâu, đang hỏi là. À chị nói làm dâu. Đang nói làm dâu. À có ý làm rễ là anh không chịu làm rễ đúng không? À. Mình có hơi gia trưởng không? Em thì không, em sống hòa đồng lắm. Rồi, được rồi. À. Hôm nay em đi với ai em trai? Em đi với có mấy người bạn, với một người em gái, em họ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, MC của bạn Muốn Hẹn Hò. Em là em gái của anh Thiết ạ. Em khẳng định là anh Thiết thì em rất là thật thà. Kinh doanh thì không phải là giỏi lắm nhưng mà để cũng được. Thì em thấy chị là cái mẫu người là được của gia đình thì em thấy là cũng được. Quan trọng anh chị. Rồi. Bây giờ ta sẽ nghe là nhận xét từ bên đàn gái nào. Rồi hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với anh trai, chị dâu em với lại đồng nghiệp của em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là Phương, là chị dâu của Oanh. Thì đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì gia đình cũng rất là mong muốn tìm cho Oanh được một người chồng biết thương yêu và chia sẻ. Tại vì ngoài cái tính hòa đồng thì Oanh cũng khá nhút nhát và sống nội tâm nữa. Cho nên thì cần một cái người có thể quan tâm, chia sẻ và hiểu được Oanh nhiều hơn trong cuộc sống. Về bạn trai thì em thấy là về ngoại hình khá là ổn. Về tính tình có thể anh còn khá là ít chia sẻ và có thể là hơi một xíu gia trưởng. Cái điều này thì có lẽ là không hợp với Oanh, tại vì Oanh thì một người rất là sống hòa đồng và chia sẻ với bạn bè. Nếu mà thấy cái cảm giác đầu tiên á, mà thấy hợp thì có thể chọn. Em xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn nhận xét của chị. Để thay đổi không khí, xin hát Hôn Trường một bài hát. Để cho lấy tự tin anh Quỳ Linh ạ. Đúng rồi. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Rồi, xin em. Thoải mái chưa? Giọng rất là vang ha. Bây giờ quan trọng là hai người. Nào, rồi. Mở rào.
Bắt đầu đi bạn trai. Để chào em. Chào em. Có hoa đến chương trình xin tặng em. Em cũng có quà tặng anh đó. Hôm qua em có về làm bánh tặng anh. Anh có gì muốn hỏi em không? Anh hỏi em chút, tình yêu của em 7 năm. Dạ. Tại sao không đến được với nhau? Không phải tình yêu nào cũng tới được với nhau anh. Ai đến lúc phải lựa chọn, mình phải lựa chọn giữa gia đình với lại người mình yêu nhất. Có thể tình yêu của em chưa đủ lớn để có thể lựa chọn em. Ồ, 7 năm cũng chưa đủ lớn. Yeah. Chúng ta về chỗ ngồi đi cho nó tự nhiên hơn nào các bạn. Về cuộc sống thường ngày là em có hay đi chơi bạn bè hay là tụ họp đâu đó không? Dạ có, tính em vui vẻ hay đi chơi bạn bè. Ngoài công việc á, thì em về nhà làm bánh nấu ăn, còn không thì cũng hay tụ tập bạn bè. Anh cũng thích nấu ăn. Em có ăn cay được không? Ăn rất là cay. Em ăn cay, anh biết mấy người miền Trung phải không? Không dạ. Sao. Nhưng mà có một cái là em cũng hay đi du lịch đó. Dạ hả? Cũng thỉnh thoảng em cũng đi du lịch. Tại vì thường em đi du lịch cũng kết hợp với làm những cái việc thiện nguyện. Thì không biết là điều đó có gây khó khăn với anh không? Không, anh cũng thích đi du lịch. Nhưng đôi khi nếu mà có gia đình rồi thì nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh và cái... Ví dụ như có con hay gì đó thì gia đình vướng bận nhiều thứ thì làm sao đi được. Nhưng mà có một điều cũng hơi khó là công việc của em đôi lúc về muộn. Thì anh có khó chịu về việc đó không? Em giới thiệu về công việc của em thêm chút xíu nha. Em ở trong văn phòng thôi và viết các quyết, các hợp đồng, tính những cái chi phí xây dựng nhẹ. Chỉ ở văn phòng thôi. Dạ. Ok. Nhưng chết mà đồng. Cũng thường xuyên về muộn chứ không phải là về sớm. Tới về muộn là mấy giờ? Khoảng 7 giờ, 7 rưỡi thì em mới về tới nhà. 7 giờ, 7 rưỡi. Chuyện ăn uống thì người đàn ông á, nhiều khi anh thích nấu ăn lắm. Nhiều khi anh nấu mời bạn bè đến ăn mà. Cho nên hy vọng rằng nếu mà được nấu cơm để mà chờ người vợ về để ăn, đó là điều hạnh phúc đối với anh. Thực tế ngồi đây á, hầu như là anh cảm thấy nó có cái gì đó nó trong đám đông không nói được gì cả. Mình cảm nhận về đối phương như thế nào ngay lần đầu tiên mình gặp mặt? Nó có rất giống... là tuyệt vời chị. Một người rất xinh, chu toàn về gia đình. Đó là những cái mà em cần. Thật ra thì em thấy anh sợ ta. Tốt, cũng khá trầm. Em nghĩ là vậy. Bạn trai có thể nói điều gì để tạo thêm niềm tin cho cô gái? Đây là một cô gái rất là chỉnh chạc, suy nghĩ rất là chín chắn. 15 giây cuối cùng cho anh. Qua đây được, có thể xin phép em cho anh được tìm hiểu. Dạ. Cho anh được tìm hiểu đến với em. Đấy là một cơ hội. Phía sau như thế nào? Đó là do hai người quyết định. Dạ. Cảm ơn em. Rồi. Cái bấm nút đó hết sức là quan trọng. Bấm bằng cả sự yêu thương của mình. Suy nghĩ cho kỹ. Đó là hạnh phúc của các bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Sao em lại không bấm? Thật ra thì em cảm thấy là chưa sẵn sàng. Tại vì em có cảm giác là anh gia trưởng. Mà thật ra cái điểm đó là em rất là sợ đó. Nhát anh nghĩ thôi. Em còn một điều gì nữa. Gọi là tin vào anh ấy thôi chứ anh ấy không gia trưởng. Anh ấy có nói là anh ấy sẵn sàng có thể nấu cơm đợi vợ mình về ăn mà. Không sao chị, đâu còn thời gian mà. Có sao đâu. Anh cảm thấy như thế nào ngay lúc này? Để gặp gỡ được một người tài năng như thế này em thấy rất là hạnh phúc. Họ vẫn nắm tay nhau đấy vẫn chứ. Vẫn nắm tay nhau đấy chứ. Không sao cả. Và hy vọng rằng hai bạn sẽ có thể tìm được hạnh phúc của mình. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ, em tên là Hoàng Đỗ Mini, em 23 tuổi, hiện tại em là giáo viên mầm non. Em đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai, quê em ở Quảng Nam ạ. À, em dạy ở Đồng Nai luôn hả em? Dạ, em có trường riêng ở Đồng Nai luôn. Ồ, có trường riêng luôn. Rồi, Hoàng Đỗ Mini là cô giáo mầm non. Mời em trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thanh Khải, quê ở Vĩnh Long, Vũng Liêm. Hiện em đang công tác và làm việc ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Em làm công ty bất động sản Tín Phát. Em làm về chuyên môn là gì? Dạ, em làm sale bất động sản. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 29 tuổi. Rồi, bây giờ ưu điểm, khuyết điểm của em là gì nè đi? Dạ, ưu điểm của em là có thể hát được, biết nấu ăn, có thể chăm tốt trẻ. Rồi, khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là một người nóng tính.
quyết định trong công việc nó vội vàng. Rồi vậy ưu điểm nhược điểm của bạn là gì? Dạ ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết may giá. Thôi ơi, nấu ăn may giá rồi gì nữa. Nấu ăn may giá em thích chiều từ bạn gái với thích nuôi động vật. Hồi đó em ở nhà trọ là nuôi chuột, nuôi mèo, nuôi chó ở nhà trọ. Rồi sao nuôi đoàn động vật không vậy? Nuôi gì nữa em đâu. Em thích nuôi động vật mà. Em thích nuôi con gì nhất? Con gì em cũng thích nuôi, rắn, gết gì em cũng thích nuôi. Hả? À, giờ hiện tại trong nhà có con gì? Không, hiện tại giờ em đi làm nên không có nuôi được chị ơi. Coi như là em có sở thích nuôi tất cả các loài động vật đúng không? Mai mốt về nhà cũng mệt lắm rồi nha. Làm mệt lắm rồi. Thường mấy người ta thích nuôi động vật là mấy người đó ta tốt tính lắm anh. Đúng rồi. Dạ câu khuyết điểm của em á là mập lùn. Mập lùn đâu có đến mập đâu. Mập lắm anh. Bụng bự lắm, tại bằng áo này chứ bụng bự lắm. Ủa vậy đó hả? Dạ. Em nói quá sao bên đây bạn gái ngồi trầm luôn, mặt sụn dạ. Xuống luôn rồi kìa. Nấu ăn nên mình ăn nhiều nó mới mập. À đúng rồi. À. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu là ngủ hay ngủ ngáy. Trời ơi, rồi ta đang sụ mặt rồi còn thêm nữa. Sao em nghe mấy cái khuyết điểm bên đó em thấy sao? Dạ không sao chị, sau này mà về mà ngủ ngáy thì em có gì em đạt phát ra hết. À hả, vậy bình thường thì sao? Em cả dạ, mấy mối em tình rồi? Có một mối tình hồi cấp 3. Tại vì hồi đó là còn đi học với lại ba mẹ hai bên không có cho phép á. Tại vì bà con nữa nên là tụi em chia tay. Rồi biết bà con rồi quen nhau không chí? Em không biết bà con. Em bên đó là họ gì? Dạ họ Hoàng anh. Em họ gì? Em họ Lê. Ừ. Ờ không sao. Em hỏi trước chứ để. Lê Hoàng. Bạn trai. Mình mấy mối tình rồi em? Dạ em có mấy mối nhưng mà có hai mối là em thấy ấn tượng nhất. Một mối là em quen người kia lớn tuổi em. Vậy mà muốn lúc đó là mình lớn tuổi mình nhỏ tuổi quá, như mình cái tính của mình trẻ con anh. Như người ta lớn người ta chiều mình trẻ con mình cứ làm ni làm nư á. Tới tới người ta chắc chịu không nổi nên chia tay. Bỏ đúng không? Dạ. Nhưng mà lớn hơn mấy tuổi? Lớn hơn 4 tuổi. Không sao, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì nhỏ hơn em, nhỏ 4 tuổi luôn. Trời ơi. Rồi sao? Em cũng chịu không nổi cho nên cứ mỗi chút giận năn nỉ mệt luôn. Mình rút kinh nghiệm hai mối tình thấy không? Dạ. Bây giờ là phải biết hòa hợp. Nghe không? Bên này lên, bên kia xuống, bên này xuống, bên kia phải lên chứ bây giờ. Bên đây lớn hơn bên kia mấy tuổi? 6 tuổi. À, cũng hơn vượt qua số 4 rồi. Rồi. Được. Bây giờ em Ni muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thích một người con trai mập, bụng bự. Hả? Trời ơi lạ vậy cưng. Dạ. Ủa vậy hồi nãy giờ cưng sụ mặt xuống là cưng đang thích thú đó hả? Dạ. Mà chị căng thẳng quá, chị tưởng nó bên đây sụ mặt là chê. Dạ, chị đang lo cho em. Trời ơi bên này cô này thích. Ủa sao ngộ vậy em? Sao lại thích mập bụng bự? Tại vì em ốm nên em thích những người mập á. Sau này về ôm khỏe hơn. Ngoài thích bụng bự ra còn thích cái gì của người đàn ông nữa em? Dạ em thích người hói. Thích người hói. Hay quá, hay quá, hay quá. Hay quá rồi, hay luôn. Trời ơi trong cuộc đời anh nghe cái này anh sướng gì đâu á. Hồi đó giờ mấy cô lên bạn của họ toàn là ghét mấy ông không thích cái đầu hói với bụng phệ. Còn bây giờ cô này thích đầu hói bụng phệ. Cảm ơn em gái nha. Dạ. Trời, lý do tại sao em thích đầu hói? Tại vì những người hói người ta rất là thông minh ạ. Đúng rồi. Lý do sao em thích bụng phệ? Tại vì những người bụng phệ rất là vui tính ạ. Đúng rồi, trời ơi hay. Vỗ tay lớn lên quý vị. Tôi kết thằng gái tôi khỏi coi mặt luôn, gã luôn. Điều gì em không có thích ở người bạn trai? Dạ nhậu nhẹt, hút thuốc, lại gia trưởng không biết chia sẻ. Có gia trưởng không em? Dạ không, em nói em dễ tính mà. Hút thuốc thì em không có hút. Nhậu thì có lâu lâu nhậu chút xỉn với bạn bè thôi, mình có giao tiếp mà chị. À em này đẹp trai ha, mặt mày láng lẫy ha, ngon lành. Em có chiều chuộng bạn gái không? Có, trời trời. Lúc trước em hay may đồ cho bạn gái lắm. May đồ nữa hả? Thì em học lúc trước em học thôi cái trang mà em để tóc dài như con gái vậy đó cái. Ủa nãy giờ em nói cái tính nó thấy giống con gái quá vậy? Ờ. May giá theo thùa em. Ở một mình mà anh phải mà... Thôi thôi thiệt tình luôn. Bạn gái khoái rồi, bạn gái khoái rồi. Bạn gái anh thiệt là quý em đó nha. Dạ. Thiệt em từ đó giờ bạn muốn hẹn hò nhưng anh thấy em dễ thương nhất luôn á. Dạ, em cảm ơn. Thích bụng bự đầu hói ha. Dạ. Tính tình anh này em thấy sao? Dạ em thấy anh cũng vui tính. Có hợp với em không? Dạ cũng hợp. Anh này nãy giờ anh nói thật cái gì xấu cũng nói cho dạ, luôn. Dạ thấy anh thật lòng. À, rất là thật lòng luôn á, anh thấy dễ thương á. Được rồi em gái. Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Mặt tròn, em thích mũi cao, cao từ 1m50 tới 55. Rồi gì nữa? Có vòng 1, vòng 2 đừng bự quá. Cái gì? Sao? Cái vòng 1 tới vòng 2 đừng có em bự không quá. Thích vòng 1, vòng 2 bự hả? Mắc gì không thích vòng 1 bự, vòng 2 không bự thì được đi. Mắt mới gì cũng thích vòng 1 bự. Thôi vòng 1 bự nhìn thấy ghê lắm chị ơi. Mắt gì thấy ghê?
Em có thể giải thích cái chuyện đó được không? Theo người ta có nghiên cứu đàng hoàng chứ bộ. Nghiên cứu là nghiên cứu là 500 người đàn ông giàu có là 360 mấy người ta thích là ngực nhỏ. Còn nghiên cứu 500 người đàn ông mà nghèo ta thích ngực bự hơn. Chứng tỏ là cái người con gái ngực nhỏ sẽ đem lại cái may mắn cho người đàn ông sẽ dễ thành đạt hơn. Vậy là những người đàn ông thích ngực bự là người đàn ông nghèo. Đa không có, ta khảo sát 500 người thôi, còn mấy người kia thì coi như đa số người. Dạ. Đa số người đàn ông mà thích ngực bự là nghèo. Hèn chi đó giờ chưa bao giờ quen người nào giàu hết trơn trời. Chưa quen một người nào giàu hết. Bạn nữ thấy sao cưng? Dạ cũng được ạ. Được là vậy, em muốn làm giàu cho bạn trai hay muốn làm nghèo cho bạn trai? Tại vì em cũng giàu sẵn chị. À. Dạ. Trời ơi. Hai người này lạ nha. Thôi được rồi, bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân coi có còn cái gì lạ hơn nữa không? Em đi với ai? Dạ em đi với chị họ với bạn thân của em. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Em là chị họ của Ni. Em đến từ Đồng Nai. Em gái của em ở nhà thì rất là hiền, rất là ngoan trong gia đình. Chị thấy hôm nay em trai bên này á thì cũng có nhiều ý cũng hợp với em. Thì hôm nay chị cũng muốn hai em có một cơ hội để tìm hiểu rồi đi đến tương lai. Rồi em xin hết ạ. Căng thẳng quá chị ạ. Thằng bạn trai đi với ai nè? Dạ em đi với anh hai em. Em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào các bạn trường quay. Em là anh hai của Khải. Em thấy thì bạn gái hôm nay rất là dễ thương. Nói chung là không có điểm gì là khuyết điểm hết. Anh thì anh góp ý cho em như vậy. Nó thì còn chuyện mà tụi em sau này tiến tới là lâu dài hay không thì còn do hai tụi em nữa. Rồi, cảm rồi, ơn cảm anh. Ơn anh. À, bây giờ mở rào ra hai bên cảm nhận ha. Đúng rồi. Mở rào. Đó. Lần đầu gặp em sao anh thấy thương em nhiều. Chắc em rất hiền như cô Tâm ngày xưa. Hai làn gió đưa cho mái tóc em bồng, cho má em hồng, cho lòng anh ngẩn ngơ. Cảm ơn anh. Đây là cái món quà cho anh. Đây là món quà anh tự mai. Tự mai mai cho em một cái đầm để em ướm vô thử là vừa không? Trời ơi, biết ta kích cỡ nhiều mà mai. Dạ, thì mai đại chỉ với em có biết đâu. Chắc chắn ông mai cái đầm này vòng một nhỏ lắm. Em có mai thun mà tôi giãn ra. Rồi ướm vô đi em. Trời, đẹp dữ ta. Em cảm ơn anh. Bây giờ em cảm nhận đối phương coi. Giờ làm giàu hay làm nghèo cho em? Giàu nè. Anh thấy em sao ạ? Anh thấy em dễ thương. Mà cấp tiếng em hay khả cho em hình dễ lắm à. Dạ không có anh, em rất là hiền ạ. Cô giáo mầm non đâu đến mức dữ đâu. Thun thì được nhưng đừng có dữ nha anh quá. Dạ không, chồng em sau này em về em dạy sao. Anh có dự định là mình sinh sống và làm việc ở Đồng Nai luôn không ạ? Hay là về quê? Chỗ nào phát triển được thì mình ở chỗ đó thôi em. Chỗ đó nuôi chuột, nuôi rắn rết, nuôi ấy là được không em? Dạ được chứ anh. Được là nuôi dạ. Đó. Anh lớn em 6 tuổi em có cái gì không? Có sự ngại trở ngại gì không? Dạ không, em không có quan trọng việc tuổi tác. Em chỉ cần một người đàn ông là biết chia sẻ với em, biết yêu thương gia đình, lễ phép với lại người lớn trong gia đình là được rồi. Anh thì được nhiều người lớn thích lắm, được lòng người lớn lắm. Rồi hẹn hò sao nè? Ở gần mà, mình hẹn hò thì cứ anh thì cứ tối là anh nghỉ thờ một tuần rồi anh làm hết đủ một tuần nhưng mà tối là nghỉ không có làm. Tại vì em công việc của em nó hơi cực một tí nên là em chỉ rảnh vào cuối tuần thứ bảy với chủ nhật thôi. Dạ. Chủ nhật đi chơi cũng được. Dạ. Bạn gái nói gì với ảnh đi em. Hay anh hát tặng ảnh một khúc ha, một bài hát nào đó đi. Rồi dạ. Chúng ta quyết định bấm nút hay không? Em xin hát tặng anh một bài hát. Ok. Này người em yêu, trong tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hoài trọn đời. Có sao và có trăng, có anh và có em, vẽ nên chuyện tình yêu như là cổ tích. Em xin hát. Thôi, để tay được bấm đi. Nãy giờ mình có thể nói chuyện vui, có thể đùa nhau một chút xíu. Nhưng bây giờ đã đến lúc ta lắng lòng lại, kiểm tra lại xem nó có đúng là một nửa mảnh ghép của cuộc đời mình hay không. Chúng ta bấm nút trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian.
nắm tay nhau đi hai bạn. Thấy sao? Nắm tay là thấy sao? Mềm đúng không? Mềm hả? Nắm tay xong mà làm gì nữa? Giờ cho anh hôn em cái. Cảm giác gì không? Thơm hả? Thơm hả?